vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả, cảm ơn các bạn đã dành thời gian của mình để đến trường quay cổ vũ cho chương trình cũng như cổ vũ cho những người chơi. Hy vọng là chúng ta sẽ có một chương trình tràn ngập cảm xúc. Đây là một chương trình mà nơi đó người chơi sẽ hát vang những ước mơ của những người mà họ yêu thương. Thưa quý vị, chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Hãy cùng đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ để cùng lan tỏa thông điệp cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật thân thương của chương trình. Đó chính là hai vị giám khảo, người luôn mang đến những chia sẻ dành cho những người chơi. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo Trấn Thành. Sĩ Cẩm Ly. Một tuần lại trôi qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Có bao giờ mà hai giám khảo đi đâu làm gì đó mà tự nhiên lại nhớ đến Hát Mãi Ước Mơ không? Nhớ chứ. Nhớ cái không khí của trường quay. Trong cái trường quay này rất nhiều kỷ niệm với Trấn Thành. Thành gặp được nhiều mảnh đời và nhiều cái tấm lòng rất đẹp. Thành thử ra là mỗi lần mà được đi ghi hình chương trình Hát Mãi Ước Mơ, cái này nói thiệt là đi làm mà không thấy mệt, thấy vui. Cái này nó nói rất là thiệt luôn, không biết là mẹ ăn thỏa thấy làm sao. Chị Cẩm Ly, chị có nhớ điều gì đặc biệt nhất về chương trình không? Tôi nghĩ chương trình này nó có nhiều cái đặc biệt lắm. Lần hai này quay trở lại, chúng ta lại không có gặp được những cái hoàn cảnh quá bi thương. Đó là một cái dấu hiệu rất là khả quan. Và mình cảm thấy mình cũng vui lây với cái hạnh phúc của những người đó. Cái đó là một cái khởi đầu rất là đẹp và rất là hay trong cái Hát Mãi Ước Mơ lần 2 này. Cảm ơn chị Cẩm Ly, cảm ơn Trấn Thành. Chúng ta mở đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng những cảm xúc gắn liền với chương trình. Và bây giờ thì như mọi người cũng thấy là còn một chiếc ghế còn trống. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo khách mời ca sĩ Nhật Tinh Anh. Trên con phố khuya có một người đang gánh hàng rong, cơn mưa vẫn rơi, tiếng dao buồn lạc lõng chơi vơi. Bao năm vẫn ngược xuôi, lòng vui thấy con thơ mỉm cười. Mưa ơi thôi ngừng rơi, để mẹ về con chút niềm vui. Ngày vui trống qua, chốn đô thành rực rỡ phồn hoa, còn đây bóng ai thân heo cây quặng gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mỏi tôi. Từng ngày khắc ghi mãi vào tim, không phút nào quên. Có đôi gánh hàng giống tôi bước vào trong cuộc đời. Tiếng du thua còn nằm nỗi là tiếng giao nuôi lắng đời tôi. Thanh Vân ạ. Cảm ơn anh đã gọi em bằng một cái mỹ từ rất là chính xác về em như vậy. Mà anh nói thiệt đúng không? Thiệt, rất là thiệt luôn ạ. Nhìn cái mặt anh ấy, thiệt là thiệt. Là hiểu thiệt cỡ nào rồi.
Nhật Tinh Anh cũng là một trong những ca sĩ, đúng không quý vị, gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu bạn yêu nhạc. Trời đất ơi, Nhật Tinh Anh mà. Người yêu ơi, anh xin trồng cây gì? Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, vẫn trẻ. Hôm nay anh đến đây không chỉ mang đến một bài hát mà còn là giám khảo của chương trình nữa. Anh có đặt ra tiêu chí gì đó để mà chấm điểm cho những người chơi không? Thật sự thì Nhật Tinh đã có dịp được xem cái hát Mãi Ước Mơ ở mùa 1, rất là xúc động. Và thật sự Nhật Tinh thấy trên cuộc đời chúng ta còn rất là nhiều những cái mảnh đời mà có những cái cuộc sống rất là xót xa. Nhật Tinh ngồi đây cùng với hai vị giám khảo này mong rằng sẽ có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ để giúp cho những mảnh đời đó có một cuộc sống ấm áp hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người chơi của ngày hôm nay và xin mời giám khảo Nhật Tinh Anh về chỗ của mình ạ. Và trước khi chào đón những nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn trong một vài phút nhé. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hãy cùng gặp gỡ một chàng trai. Bạn còn khá trẻ và bạn có một nghị lực sống rất mạnh mẽ. Tên của bạn là Nguyễn Tài Nam. Và hôm nay bạn nhận được sự hỗ trợ từ một người bạn. Bạn ấy tên là Phương Yến. Chúng ta sẽ cùng theo dõi về tình bạn này. Cháu nó sinh ra là bình thường như mọi người, đi học, đi hành, học cũng giỏi. Đến lúc khi năm 8 tuổi là thấy nó lên một cái cục ở tay. Liên tục đến năm 12 tuổi rồi mới phát hiện được là bị u trong não. Sống và sống chung với bệnh thôi chứ cả thế giới không chữa được cái bệnh lạ. Vì nó u sợi thần kinh 2 dây số 8 trong não, không thể bóc ra được. Bóc là đứt dây thần kinh, là 100% chết chứ không còn sống. Sợi thần kinh nó phải sinh ra là các cái u khối bã đậu ở ngoài, rồi là tháng nào cũng đi mổ, rồi dẫn đến là chân tay là bên là các cô thấy nghe người ta cứ nói ông nọ giỏi ông kia giỏi rồi đi chữa khắp nơi, cứ nghe đâu là đi đó mà càng đi càng vô âm tín. Mấy đứa nói là cho đi tập thể dục, nghĩa là từ đó là anh đi tập thể dục là anh đỡ chân đỡ tay anh đỡ khỏe đi rồi đó. Mình tiếp xúc với lại Nam rất là lâu rồi, lúc đầu thì chỉ biết là bạn mình bị bệnh thì bạn muốn tập mà thể dục. Cũng là một sự tình cờ, bạn nghe ai đó nói cái bệnh của bạn có thể tập yoga và thiền, thì bạn có nhắn tin cho mình. Nếu mà bạn không vận động thì cái sợi cái u não đó nó sẽ làm cho bạn càng ngày nó sẽ càng teo lại và nó sẽ không phát triển nữa. Mà khi mà nó teo lại nó không thể đi lại được, và tất cả các cơ sẽ co lại, có thể là bạn sẽ nằm một chỗ. Có lẽ là những người bình thường, có nghĩa là khỏe mạnh như chúng ta, đôi khi còn chưa cảm nhận sâu sắc của cuộc sống hơn bạn. Và bạn tin vào một cái gì đó có thể làm thay đổi được cuộc đời của bạn. Bởi vì từ ngồi xe lăn, bạn có thể đứng lên đi được. Từ có thể không bước được lên cái bậc thang, bạn có thể bước được. Lúc nào về anh ta cảm thấy gì hái cà phê là anh ta xuống anh ta hái cà phê. Đòi luôn, đòi hái cà phê rồi đòi cho gà ăn nè. Lúc nào bà cũng chỉ nghĩ là bạn phải làm được cái gì đó, làm cái gì đó thôi. Và cái suy nghĩ mà làm được cái gì đó cho người khác á, nó khiến cho bạn khỏe lên. Bạn cũng từng nói cho mình có một ước mơ là bạn có soạn một cái bài hát khi mà bạn mất đi á, thì nó là một cái món quà cảm ơn đối với cha mẹ. Chỉ cần bạn nghe được thì mình có thể giúp bạn thực hiện ước mơ. Bây giờ anh ta chỉ ước là cho anh ta nghe được ạ. Thì bây giờ là cái giải pháp mà để cho anh ta nghe được thông thoáng được là phải một cái trợ thính thật tốt. Lỡ mà có chuyện gì đúng bố mẹ tôi thật mà nói chúng tôi cắn răng chịu. Không còn cách gì khác. Mà thật không ân hận được nữa. Mình cũng nói với bạn là hai anh em mình sẽ đi thi. Và em cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình thiết là đẹp trai, mình lên sân khấu cho nó đẹp. Để qua chương trình này để tiếp thêm nghị lực sống cho Nam.
một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vần mây ấm. Là người, tôi sẽ chế cho quê hương. Là chim, xin chào Phượng Yến. Tim vẫn còn đập rất là mạnh. Một bài hát với ca từ rất đẹp, thật sự rất là xúc động. Khóc rồi đây. Khi mà cái đoạn video clip nó được phát ra thì tôi xem cái tôi nhìn cái gương mặt của bạn ngồi ở đây và cái chàng trai được nói trong clip, tôi thấy rất là tiếc. Tôi nói thật là nếu anh ta không bị gì, anh ta chắc chắn là một hot boy. Bạn có góc nghiêng đẹp góc lắm. Góc nghiêng, góc mặt đẹp khủng khiếp. Khi mà tôi đang cảm động về cái điều đó thì tự nhiên những cái nốt nhạc đầu tiên của bài tự nguyện này nó vào, nó rất là hợp lý để cho mình cảm thấy là nó có một cái gì đó, nó nói về cái sự tái sinh. Tôi cảm thấy rất là chạm và vô tình cái giọng hát của bạn nó lại quá hay để nó làm cho tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc. Cái này là những giọt nước mắt đến từ sự hạnh phúc khi tôi cảm nhận được năng lượng tình yêu được lan tỏa ra bởi một người thí sinh đến với Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn bạn. Rất hay, rất là hay. Cái lời bài hát mà em vừa mới cất câu hát đầu tiên thôi, tất cả mọi người ở đây, cả anh chị và cả anh, tất cả khán giả nổi gai ốc hết. Cảm ơn anh. Xin được cảm ơn anh, xin được cảm ơn anh. Phượng Yến ơi, mình mời Nam lên sân khấu. Đây là Tài Nam, chị hỏi em chút nha. Em chào mọi người. Dạ em xin phép là Tài Nam không nghe được, nhìn miệng thì mới hiểu. Anh Thành thấy em rất đẹp trai, hiểu không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Nam không có nghe được thì hồi nãy Yến hát Nam cũng sẽ không có nghe được. Dạ thực ra thì Nam có thể nghe được qua tai phone. Anh rất là lạc quan. Hồi trước em có nằm liệt giường luôn, chân tay rồi không đi được, cả tinh thần đều rất là xuống. Thì khi mà em nó lạc quan lên, nó tập tành lại thì nó đã đi được và nhiều thứ khác làm được. Thì em hy vọng rằng những điều đó, ước mơ của em sẽ làm được qua thời gian. Nhưng mà nếu như vậy thì Nam có thể sử dụng máy trợ thính được không ta? Dạ được. Một cái máy nó khoảng bao nhiêu cưng? Dạ cái máy em có nghiên cứu khoảng 3 triệu là cái máy nghe được. Trời ơi, sau vòng 1 mua 2 cái. Tại sao bạn Phượng Yến sẽ không dừng lại vòng thi đầu tiên ạ? Ở Yến đó, cái giọng Yến công nhận đầy đặn mà nó rõ lắm. Không cần phải cái gì to lớn, không cần phải gồng, không cần phải sự thể hiện gì. Mà ở Yến, dù cho Yến hát những cái nốt cao á, vẫn thấy nó nhẹ nhàng, thanh thoát. Chúc mừng em, Phượng Yến. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em.
Thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo sẽ là ước mơ còn dang dở của một chàng trai không may mắc phải một căn bệnh quái ác. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn clip ngay sau đây. Mình tên là Nguyễn Như Phượng, năm nay mình 30 tuổi. Thì công việc của mình hiện nay là tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Thì mình biết Long từ hồi em nó còn cấp sách đến trường á. Tôi tên là Nguyễn Đạt Tường Long, năm nay 29 tuổi. Hiện là tôi đang làm bảo vệ tại bệnh viện Nguyễn Như Phương. Nhà Long là ở nhờ nhà của bà ngoại, mà căn nhà nhỏ rất là sập sệ, nhưng mà ở đến gần 10 người. Gia đình Long hầu hết đều là những người lao động chân tay, và như là thợ hồ rồi làm bảo vệ. Thì đến khi mà Long đến cái độ tuổi lớn và em nó cũng đi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, rồi em nó nhận được cái trung cấp y dược, thì cái lúc đó giống như là cái ước mơ của em nó đã thành cái hiện thực. Thì ngay lúc thời điểm đó Long lại nhận được cái tin là mình bị mắc một căn bệnh lạ. Tốt nghiệp xong á, thì cũng vui lắm, tại tốt nghiệp loại khá. Trong thời gian đó là rất là cố gắng học, cố gắng để mình kiếm được cái nghề. Nhưng đang trong thời gian chờ để nhận việc á, thì phát hiện ra là mình bị bệnh viêm cột sống dính khớp. Chụp cái hình lên thì thấy từ đốt sống cổ tới lưng thì là nó dính lại hết. Nó không có cái khe hở giống như người bình thường, mà lỡ nó có dính qua khớp háng là liệt luôn chứ không có đi được. Đó là còn có bà ngoại là đang nằm liệt ở trong nhà. Ngoại mới mất hồi tháng 1 với thêm một người dì là bị sốt bại liệt từ nhỏ. Nên mẹ ở nhà mẹ lo nhiều thứ lắm. Thêm em mới còn đang đi học nữa. Thành ra lúc mà vừa biết bệnh là thấy là giống như là mình chuẩn bị trở thành thêm gánh nặng của mẹ. Nên lúc đó buồn. Nếu mà nói về ước mơ cho bản thân thì tôi không có ước mơ cho mình hết. Tại vì biết là bệnh của mình là không có chữa khỏi. Thành ra là cũng có nói với mẹ là sau này nếu mà con có chuyện gì xảy ra thì con xin hiến xác cho y học. Ra thì ai cũng có một cái ước mơ, nhưng mà Long thì không có lấy cái được ước mơ đó. Tuy nhiên thì mình vẫn biết là Long mong muốn là sẽ có một số vốn để lo cho ba mẹ đã lớn tuổi, để phụ lo cho một người dì ruột đang khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, và đặc biệt là lo cho đứa em gái tương lai sẽ là một cô giáo. Thì hôm nay chị sẽ tham gia để thực hiện hát cho ước mơ đó của Long. Hương nó
tôi còn chẳng mãi tranh niềm liền. Ôi nhịp cầu trẻ đông đưa, ôi từng dòng sông tin em ngon. Nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Nhịp cầu trẻ đông như Phượng. Phượng rất là tươi. Dạ. Nhìn Phượng thấy yêu, thấy vui, yêu đời lắm. Dạ, thực ra thì em rất tự tin khi mà lên sân khấu này. Đó là chuyện của cách đây 5 phút trước, còn giờ đỡ nhiều rồi. Xin các bạn cho một cái ủng hộ đó. Thì mong muốn là khi mà chương trình mình được phát ra thì mình rất mong sẽ có một vị bác sĩ nào đó hay là một cơ sở nào đó sẽ hỗ trợ cho em nó, định hướng cho em nó một cái hướng chữa bệnh. Hầu như không, chưa có thuốc điều trị thì chỉ có thể là cầm cự bằng cái thuốc đặc trị thôi. Dạ thì mình thích công tác xã hội lắm, nhưng mà chưa có bao giờ mà mình gặp một cái hoàn cảnh mà mình nể nó. Thật sự mình nể nó. Mình chia sẻ với em nó. Nó ngồi đây. Tại nó ngồi gần quá nhìn nên dễ cảm xúc rồi. Long lên đây cùng với chị Phượng nha. Đây là bạn Long, là nhân vật mà Như Phượng đang muốn hỗ trợ. Mình cái hôm mà mình nghe mẹ của Long chia sẻ là nó muốn tự vẫn. Em nó lại mặc cảm mình là thanh niên. Rồi tại sao khi mình lớn lên mình không có là trụ cột được của gia đình? Thì lúc đó là mình mới mất một người thân yêu của mình. Nên là mình hiểu cảm giác của những người ở lại. Nên là mình mong là qua cái chương trình hôm nay, một cái lúc nào đó khi mà Long cảm thấy mình không vượt qua được cái số phận á, thì hy vọng em sẽ mở lại chương trình để xem, để thấy cái cuộc sống mình ý nghĩa hơn, ý nghĩa hơn cho những người ở lại. Trước mắt là với phần quà ngày hôm nay mà chị Như Phượng gửi cho em thì cũng hỗ trợ được một phần nào đó. Đôi khi trong cái cuộc sống chúng ta có một cái điều màu nhiệm nào đó nó sẽ xảy ra. Có một bác sĩ nào đó họ xem chương trình này và họ có thể đến với em và chữa lành bệnh cho em. Đó là điều anh rất là mong mỏi trong ngày hôm nay. Mình đừng nghĩ đến điều đó nữa nha, là còn những người ở lại sau lưng khi mình đã đi rồi. Nên là Long hãy cứ nuôi hy vọng đi. Tôi hiểu vì sao bạn có quyết định đó. Tôi thì tôi thiết thực hơn như thế này. Bạn phải cố gắng cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình không còn cố gắng được nữa thì cái sự buông bỏ của mình nó mới có giá trị. Sẽ còn tổn thương hơn cho những người ở lại, là bởi vì không có điều gì giá trị bằng sự hiện hữu. Tôi nghĩ là bạn còn rất trẻ, hãy chọn cái tích cực mà tin bạn nhé. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Như Phượng đã có một vòng đầu tiên rất là suôn sẻ. Và cảm ơn em Nha Long. Bây giờ mình về chỗ, mình tiếp tục theo dõi chương trình nhé. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo kể về một gia đình nằm sâu trong một con hẻm ở quận 12. Gia đình của bà Ba ve chai chật vật khó khăn để nuôi lớn hai đứa cháu còn đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn, và hai cháu đã mất cả cha lẫn mẹ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này qua tấm lòng của chị Vũ Thị Tươi. Tôi là Bùi Kim Trung, năm nay 62 tuổi. Thì ngày thì đi lượm cây chai về nuôi hai đứa cháu bồ côi nè. Người chồng thì bệnh không có nhà ở nữa. Đây là bé Minh Bình An, đây là Minh Tâm, hai chị em đó. Thành đôi này là chị, này là em đó. Thì bố mẹ nó bị tai nạn mất, giờ cô phải nuôi nó từ hồi 3 tháng mấy tới bây giờ. Hồi xưa cha mẹ nó mất rồi là cũng có nhiều người hỏi xin lắm. Nhưng cô quyết tâm là cô không cho. Con mình đã mất rồi, mình đâu cả đành lòng nào đâu mà cầm đi cho anh ta. Cỡ nào cỡ cô cũng gắng nuôi hết.
đứa thì cô mang trước, đứa mang sau, đâu có xe cộ gì đâu. Đi qua chợ đầu mối lượm tỏi bến á. Lúc nào cũng ba bà cháu đi dính liền với nhau vậy thôi, đừng đi lượm cái chai. Lúc rồi cô đẩy xe đi qua Bình Phước lượm về. Lượm không có, đi cả ngày luôn mà mưa gió không có. Về cô đẩy xe lên cầu, ngay giữa cầu Bình Phước, cô ngồi cô buông tay, cô cứ nhảy luôn á. Cái cô nhìn thấy trong xe hai đứa cháu ngồi trong xe rồi cô chịu không nổi. Nếu mà cô suy nghĩ lại, nếu mà cô buông tay rồi cháu nó được sống với ai đây, ai lo cho nó. Cô bây giờ rất là khó khăn, khó khăn là không có trở tay được luôn đó. Chú bị cục sống rồi nhiễm trùng máu nữa. Thế bây giờ chú là không ăn uống gì được, chỉ là uống sữa à. Tôi tên là Vũ Thị Tươi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ thời nhỏ thì gia đình mình rất là nghèo. Chính vì thế mà Tươi đã có một cái ước mơ lúc nhỏ rằng khi lớn lên sẽ cố gắng làm để có một chút dư giả sẽ giúp đỡ được cho gia đình, người thân cũng như những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì từ tháng 7 năm ngoái, mình khi mà mình phát gạo thì có thấy một người phụ nữ đi nhặt ve chai đến xin gạo, thì bà có nói là bà xin gạo về để nuôi ba cháu bé mà trong đó có hai cháu bé mồ côi cha mẹ. Thì mình mới hỏi bà rằng lý do vì sao mà hai cháu bé lại mồ côi cả cha cả mẹ. Thì bà có nói là khi mà hai bé được sinh được 3 tháng 17 ngày thì ba mẹ của cháu bị tai nạn giao thông. Thật sự là mình quá là đau lòng và mình đã quyết tâm là mình sẽ đi thi cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ, bởi vì cái chương trình này hiện tại là đang giúp được cho rất nhiều người có cái hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình của bà. Mình sẽ hát cho cái ước mơ của bà ngoại hai bé cũng như chính là cái ước mơ của mình, để làm sao cho hai bé được cắp sách đến trường như tất cả các bé. Trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Dòng sông trôi rất dịu dàng. Gành hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu gọi là dần trăng nghiêng xuống trên giặc rừng trà. Đàn kìm buông thiết tha, xê u liêu vàng, đưa cung đàn về trên bên xa. Dù sóng bướm, xin nó đừng phụ nghĩa tàu ca. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng.
Chào Thanh Lan. Xin chào ban giám khảo, chào tất cả mọi người. Chào chị Tươi. Không hiểu làm sao. Thật sự là từ tối hôm qua nhá, không ngủ được, không thở được luôn. Run quá trời run đây này. Mà em thấy chị dễ thương quá à. Khúc cuối á, tiết một vần trăng á, là có giày nữa nè. Phần trăng nằm nhìn giống như cái bánh vậy. Mà em thấy chị Tươi là khi mà bước ra là chị có một cái nụ cười giống như cái tên của mình. Đây là một cái bài hát rất là khó, không phải đơn giản. Nhưng mà em thấy chị đã thể hiện một khá là tròn chỉnh. Cưng, cưng lắm. Tại sao một người phụ nữ gầy guộc, nói thì nói giọng Bắc mà hát giọng miền Nam ngọt sớt. Đối với em vòng 1 như vậy là đạt rồi. Và nhất là với một cái bài khó như vậy nữa ha. Cảm ơn Trinh Thành. Thực ra bây giờ đứng đang còn run không chịu nổi. Không, bây giờ là em gọi người quen chị lên đây, chị sẽ đỡ run. Mình sẽ cùng gặp gỡ cô ba và hai bé cháu của cô. Chào con. Con tên gì vậy? Minh Tâm. Con là Minh Tâm. Còn con tên gì? Minh An. Minh Tâm và Minh An. Tụi con có thương bà ngoại không? Dạ con có. Con có thương không? Có. Bé An con thương, thương bà ngoại nhiều không? Nhiều. Con biết giúp bà ngoại việc nhà không? Có. Con làm được gì cho bà nè? Con lau nhà. Con lau nhà, giỏi quá vậy. Còn con? Quét nhà. Bạn quét nhà, bạn lau nhà. Cô ơi, ngày cô kiếm trung bình được nhiêu tiền? Có 50, 60, và không mưa, có trời mưa là không có. Trời ơi, một ngày được bao nhiêu đó làm sao mà đủ lo mấy bữa cơm? Nhà cô còn có chú nữa. Dạ, cô không lo đâu nổi đâu. Dì Út nó làm khai sanh, làm đứng tên cha mẹ, nó nặng nuôi cho con thằng này đi học. Còn con này thì phải đi học lớp tình thương. Cô đâu có tiền lo. Thôi, hôm nay mình đừng có nghĩ đến chuyện buồn. À, là hôm nay mình được đến đây rồi, thành thử rằng là kiểu gì gia đình mình cũng sẽ được giúp đỡ cho nó đỡ phần nào gánh nặng. Vì vậy cho nên hy vọng là cô vui lên để mang cái tinh thần khí thế để giúp cho người phụ nữ gầy gò cái bên nhiều năng lượng để bà hát cho hay. Chứ nãy giờ bà quýu quá. Rồi giờ lên khóc, bà xúc động quýu luôn, không được, đúng không cô? Tụi con phải cổ vũ nha, cổ vũ cho bác Tươi nha, hát thiệt là tốt để đem phần thưởng về cho hai đứa con với lại bà ngoại nha. Cảm ơn nha, đồng ý không? Dạ. Minh Tâm và Bình An, cảm ơn tụi con. Cô ơi, bây giờ con mời cô với lại hai bé xuống coi tiếp chương trình nha. Thưa quý vị khán giả, người chơi cuối cùng của ngày hôm nay là một người cũng khá đặc biệt. Đây là một nhân vật có lẽ là hiếm hoi cuối cùng còn làm công việc vẽ bảng hiệu bằng tay. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Tôi tên thật là Nguyễn Thế Minh. Hồi trước thì hay sáng tác thơ nên có danh là Hoàng Nguyễn Phương. Năm nay tôi 67 tuổi rồi. Mình tên là Phạm Trần Vân Đăng và hiện nay thì mình đang làm thiết kế đồ họa. Thì mình rất là thích vẽ nên mình chọn ngành đồ họa. Mình có đọc báo và mình biết được vẫn còn một người họa sĩ, một ông họa sĩ già vẫn còn cặm cụi vẽ những nét vẽ bằng cọ, vẽ bằng tay, vẽ những cái bảng hiệu. Bản thân mình thì mình rất là thích những cái nét hoài cổ, những cái thứ đã nhuộm màu thời gian. Thời gian mà có mấy anh chị thực số với các đề ca như ngày vẽ coi như là mai một, nó giống như cuối mùa qua nợ. Những người bạn tôi á đã bỏ nghề này suốt hai mấy năm, còn cái số bạn đồng nghiệp cũng đã qua đời. Bây giờ nếu mà các bạn đi ngoài đường thì rất là dễ bắt gặp những cái bảng hiệu được thiết kế rất là bắt mắt. Cái ngành thiết kế hiện nay đang phát triển rất là mạnh. Nếu mà làm một cái bảng hiệu mà làm bằng tay như chú Phương, rồi vẽ từng nét cọ, nắng nót từng nét chữ như vậy thì tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Cho nên là một cái người bây giờ vẫn còn một cái người làm nghề như chú, đam mê như chú thì rất là quý. Cái nghề vẽ này nó cũng có những nỗi niềm vui, những xúc cảm. Ví dụ
mình đi trên con đường đó, mình thấy cái bảng ngày xưa mình vẽ cách đây 10 năm cũng tạo cho mình cái cảm xúc, cái kỷ niệm. Và chú thật sự là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn đối với mình, để mình có thể đủ bản lĩnh để mình bước trên cái con đường nghệ thuật mà mình chọn. Chứ còn mình cũng đâu có làm giàu với cái nghề này. Một ngày mình vẽ được cái bản, ba ngày vẽ bản, đâu có ngày vẽ 5-10 bản. Nếu mà nói thu nhập bình quân á, nhiều khi nó còn thua cái ông thợ hồ. Tánh tôi rất cẩn thận, nhưng mà chỉ có phút giây bất cẩn mà tôi trả giá rất mắc. Hồi tôi vẽ tranh ở ngoài Sài Gòn, ngồi trên cái ghế cao á, nó mất cân bằng, nó lật ngang, tôi té, mà mai cũng còn mai là nó lật qua bên trái, gãy tay trái thôi. Nếu mà nó lật qua phải, gãy tay phải, chắc tôi cũng giải nghệ thôi. Hiện giờ tôi có cái nỗi khó khăn mà rất lo âu là bà xã hiện giờ bà bị suy tim. Cái ước mơ tôi á, cũng mong những người trẻ trò, anh em á, thích vẽ thì cố gắng vẽ để mà giữ được. Nó cũng là một trong những nét văn hóa. Mình mong là chú Phương sẽ được nhiều người biết đến, và cái nghề vẽ bản hiệu Tây sẽ không bị mai một, nên mình sẽ hát để giúp đỡ chú Phương. Tôi rất thích nhìn con quay tít quay tròn, cứ sung sướng nhìn con quay chạy trên đất những vòng tròn. Vẽ nên tôi thật nhanh, và ta qua ngày xưa vãi đất nào, đã không còn những đường vẽ sát vai nhà cao trên nhau chật chội lôi vào nhau về. Trò chơi ngồi một mình không chung bàn, bao niềm vui là thế như trò chơi còn quay, nhưng trò chơi ngày xưa giờ không còn nữa, để tôi mệt ngỡ nhớ. Có nhiều đổi thay, mỗi lúc một đẹp hơn, sao chưa quay đều như khi xưa bởi tay bao cậu bé nhỏ. Rất có gu, đó chính là bài hát Con Quay của bạn Vân Đăng. Chúc mừng Vân Đăng đã hoàn thành phần thi của mình. Bài hát Con Quay á, nó đúng với câu chuyện của Đăng ngày hôm nay, và nó cũng đúng với câu chuyện của chú Phương nữa. Những cái gì đó xưa cũ dường như đôi khi chúng ta khó mà tìm kiếm được trong một cái không gian mà cái gì nó cũng phát triển một cách nó vũ bão như thế này. Nãy chú có nói là chú mệt nên là chú không có lên sân khấu được, mà Vân không biết là vợ của chú có đi không? Không. Cô ơi, con hỏi cô chút xíu nha. Cô cảm ơn cô Vân với lại cậu Đăng đã đem công sức và cố gắng ra để mà giúp cho ông xã cho nội. Thì bây giờ mình thấy nụ đời ổng cũng già, mình cũng không làm ra gì giống tiền đâu cho chồng, mình thấy cũng mù lắm.
Từ lúc mà chú bị tay ác gãy tay, cái làm như tinh thần của chú bây giờ làm như chú mất trí vậy. Nhiều khi nó thấy nó buồn lắm. Vậy là gia đình của cô chú Phương cũng còn khó khăn đủ đường hết, mà việc của chú bây giờ thì cũng không có được nhiều thu nhập. Thành rất thích tinh thần của bạn đến với chương trình này, là bạn cũng góp tay, góp sức để cùng chú bảo vệ cái điều đẹp đẽ đó. Thì ban giám khảo thấy rằng bạn ấy đã thể hiện như thế nào? Do bạn cũng chọn một cái bài hát mà cái người nhạc sĩ viết cái bài này cũng viết về một cái gì đó, một cái trò chơi dân gian thủ công, về vẽ luôn. À, mà người ta cũng không muốn nó mất đi. Tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đang nói về cái sự hoài niệm, đó là cái giá trị của những cái vật mà nó đi theo thời gian. Thành thử ra là vô tình bài hát của bạn lại gây được cảm xúc cho trường quay. À, khi mà bạn vừa bước ra thì cái tinh thần mà tích cực của bạn lan tỏa đến Nhật Tinh Anh và tất cả mọi người. Mà trong cuộc sống của chúng ta, những người mà có cái suy nghĩ tích cực á, chúng ta phải nhân lên rất là nhiều lần. Đi ra là chỉ dùng từ là hát bất chấp á, coi như là tôi chỉ biết là tôi đang đắm say vào cái bài hát này thôi, chứ còn xung quanh là không cần biết là như thế nào hết trơn á. Nhưng mà đối với Ly thì bản thân là một người hoài cổ, cho nên những cái gì mà thuộc về hoài cổ và những cái gì về thủ công Ly là rất là thích. Có lẽ là một cái sự đồng điệu đó với em. Có lẽ bạn và chị Cẩm Ly với chú cũng giống nhau. Me too. Trừ khi chúng ta chỉ cần những điều như vậy thôi. Cảm ơn Vân Đăng với tiết mục vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón ba người chơi còn lại cùng ra sân khấu để đến với phần công bố kết quả của vòng đầu tiên. Bốn người chơi của chúng ta đã quay trở lại sân khấu và bây giờ sẽ là phần công bố điểm số của vòng thi đầu tiên. Ai giữ số điểm thấp hơn những người còn lại thì sẽ dừng lại. Và điểm số của bốn người chơi như sau. Bạn Phương Yến, chị Như Phượng, chị Vũ Thị Tươi và bạn Vân Đăng. So với những điểm còn lại, như vậy là chúng ta sẽ tạm biệt chị Vũ Thị Tươi ở đây và chị nhận được phần thưởng trị giá 7.400.000 đồng. Chị Tươi ơi, em xin đại diện chương trình gửi phần quà này đến chị và hy vọng là phần quà này cũng phần nào đó hỗ trợ được cho cô ba và hai đứa cháu của mình. Dạ thưa chị, Thành rất là muốn giúp cho những cái người mà ít ra họ còn hy vọng để họ làm được nhiều điều cho cuộc sống. Và nhất là ở đây thấy cô có hai đứa bé, nó khấu khỉnh quá và cái tương lai nó còn rộng mở quá. Củ ít lòng nhiều, cho em làm tròn con số, gửi thêm chị 3 triệu nó thành 10 triệu chẳng. Dạ, gửi thêm để làm tròn cho thành 10 triệu. Cảm ơn chị Tươi và cảm ơn những người chơi đã đến đây mang đến những ca khúc thật là hay. Rồi bây giờ cũng có chút niềm vui đem về cho cô ba ha chị ha. Em cảm ơn chị nhiều. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón ba gương mặt này, sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai, chinh phục. Ba người chơi của chúng ta sẽ chọn bài hát để mình thể hiện trong vòng thi thứ hai này. Đây sẽ là một bài hát bất kỳ trong danh sách mà chương trình chuẩn bị sẵn. Và đầu tiên sẽ là sự lựa chọn của Phương Yến. Chưa bao giờ. Bài hát chưa bao giờ. Đó là sự lựa chọn của Phương Yến và xin mời chị Như Phượng. Không biết chị sẽ bấm trúng bài gì đây, mời chị. Thu lại câu hò
chính là bài hát mà Như Phượng sẽ thể hiện trong vòng thi thứ hai này. Bây giờ sẽ là phần bấm nút của Vân Đăng. Mời em. Ngày hôm qua. Cố lên nha, Vân Đăng. Ba người chơi của chúng ta đã lựa chọn cho mình những bài hát mà họ sẽ thể hiện trong vòng thi thứ hai rồi. Chúc mọi người sẽ có những phần thi suôn sẻ nhất. Thank you.
thương mà vội vàng em mang đi đâu hết chẳng vẫn vương mai đây thôi những ngả đường mình bên nhau đi qua bao yêu dấu giờ em đang nơi đâu anh cứ ngỡ mai hôm qua cứ ngỡ sáng nay em vẫn ở đây thôi nước của đôi ta cứ ngỡ giấc mơ chưa đi xa quãng xa đã thay tên phố đã vẫn chưa quên hết những âm thanh lúc nắng chưa lên nhờ anh gửi cho gió em mây vẹn nguyện cho em ở phương trời xa về đêm lạnh giá bằng anh When you are down about the control, let my heart lead the backs of my whole world. My secret thing, the curious way, the way you go reminds me the pain. Although we both know that we have to change. Just give it, give it, give it. Trời ơi, gu chọn nhạc của Đăng sao mà nó cứ lắc léo mà nó khó lắm. Bài vừa rồi là bài Ngày Hôm Qua. Ngày Hôm Qua chưa bao giờ ru lại câu hò. Không, ghép không, lại tên ba bài của bao người chơi trong phòng này. Quá đã Vân Đăng ơi, quá đã em ơi. Quá đã luôn. Đây là ba người chơi xuất sắc của chúng ta. Ba người là dạng là ba thái cực khác nhau. Ừ, khá thú vị với bạn trai này. Bạn này bạn ấy có cái cảm hứng về âm nhạc đương đại. Bạn cũng rất là crazy trong cách biểu diễn. Có nghĩa là đúng mà, sao không được, chơi tới đi. Tôi thích cái sự nổi loạn đó, thích cái sự điên rồ đó. Nó đáng yêu. Đang có một cái sự sôi nổi, chị thích những cái phong cách như thế. Những cái gì rụt rè sợ hãi trong cái vòng một của em biến hết trơn. Đây là coi như là giống như một ca sĩ thực thụ vậy đó. Riêng với bạn nữ bạn Phượng thì giọng ngọt, nhưng mà cái bài Ru Lại Câu Hò này hôm nay Phượng hát nó hơi bị lê thê một tí, mà mình mà hát mình nó bị dầm về quá thì nghe cái bài nó ướt át quá, nó không còn cái sắc thái của bài hát nữa. Chỉ vậy thôi, chứ thực ra là giọng bạn rất là ngọt ha. Em thấy chị khi mà hát cái câu hò đầu tiên á, giọng hát của chị ăn micro dữ lắm. Nhưng mà đến khi mà hát vào bài hát thì nó lại hơi mờ nhạt lại chút xíu. Nhưng mà dù sao cái tình cảm ở trong cái bài hát của chị đã rất là dâng trào. Đi khẳng định lại một nửa, lần nữa là rất thích giọng của Phượng Yến. Phượng Yến hát ly ví như là một cái dòng chảy. Nó rất là nhẹ nhàng, không cần phải gắng gượng. Nhân vật này lạ lùng. Nhân vật này có một cái tâm hồn rất là khác biệt. Bạn này hát, bạn biết cách nói chuyện khi hát, hát rất là tâm sự, rất là mộc mạc tình cảm. Giọng hát của bạn đẹp lắm. Bạn hát cái cảm xúc thật sự là nó chảy sâu vào trong cái tâm hồn của Nhật Tân Anh. Và Nhật Tân Anh biết là trong cái con tim của bạn, sâu thẳm trong bạn có rất là nhiều những cái chất chứa. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau quyền số phận.
là ba sắc thái khác nhau, bởi vì nó kết hợp lại như nãy Vân nói là ngày hôm qua chưa bao giờ ru lại câu hò đó. Cảm ơn ban giám khảo. Và trước khi đến với điểm số của ba người chơi ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại. Chúng tôi đang quay trở lại cùng quý vị khán giả trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ, và bây giờ sẽ là kết quả của vòng thi thứ hai. Mấy chấm như sau: bạn Phương Yến, Như Phượng và Vân Đăng, ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc trong dòng nhạc của mình. Ở đây, điểm tổng của Như Phượng sau hai vòng thi là 15,5 điểm, tương ứng với phần thưởng trị giá 15.500.000 đồng. Cảm ơn Như Phượng và hy vọng là phần quà này cũng sẽ hỗ trợ được cho em Long. Một lần nữa cảm ơn Như Phượng đã đến đây. Thưa quý vị, và đây là hai người bạn sẽ đến với vòng cuối cùng. Họ ngang tài ngang sức, hãy cùng cổ vũ cho Vân Đăng và Phương Yến. Xóm làng nghèo xưa xưa xa, nhìn ánh mắt những bé thơ nay về đâu hỡi em, bơ vơ tìm mẹ thật ngỡ. Oh,
làm chi câu hát người ra đi, nghẹn ngào chi thương nhớ hoài làm chi. Người chơi xuất sắc của chúng ta đã trở lại sân khấu rồi đây. Trước tiên là tôi cảm ơn Hát Mãi Ước Mơ và tôi chúc mừng cho chương trình, bởi vì mùa 2 trở lại nó thật sự ngoạn mục hơn mùa đầu ở chỗ là kiếm ra được những phát hiện mới trong âm nhạc. Thật sự là tài năng. Hai bài hát và hai giọng hát của hai em phải nói tan chảy, chị đang chảy theo từng bài. Đối với riêng Nhật Tinh Anh á, hai bạn là tài năng âm nhạc của Việt Nam. Mà đối với riêng một lần thêm đặc biệt hơn đó là Phượng Yến. Em là một tài năng rất là đặc biệt trong riêng anh. Mỗi khi mà em hát á, cái tim anh cực kỳ thổn thức. Và nó làm như nó đau theo từng cái lời hát của em. Thật sự anh xúc động lắm. Cũng giống như anh Tinh Anh, tôi có một xúc động rất lớn khi mà bạn hát. Đỉnh cao của âm nhạc là chạm được vào tâm hồn của người nghe. Em làm được chuyện đó. Nở trên nét môi thật sáng ngời. Khi tôi nghe một bài hát, tôi nhìn vào tính cách và tâm hồn của mỗi một con người. Tại sao bạn Vân Đăng có vẻ được mọi người thích hát nhạc nhanh, nhạc hiện đại? Bạn cho Thành hỏi là bạn có bạn gái chưa? Chưa. Còn đau khổ yêu ai đó rồi phải đau khổ trong mối tình đó có chưa? Chưa đúng không? Chính xác. Em quá lạc quan và yêu đời. Em hát nhạc buồn thì thật sự là chưa đủ chín để hát nó. Anh nghĩ là anh thích em với những bài hát sôi động hơn. Là khi mà em vừa bước ra, cái năng lượng mà tích cực nó lại truyền hết cho tất cả mọi người. Và em nên giữ cái mà phong độ đó. Và chúc mừng cho tiết mục của hai bạn thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là ngày hôm nay các bạn đứng ở đây để hát cho một người mà các bạn thật sự yêu mến. Mong rằng là các bạn sẽ nhận được phần thưởng đúng với những gì mà các bạn đã tâm huyết, đã mong đợi. Bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo dành cho hai người chơi của chúng ta. Đầu tiên là Ly sẽ gửi đến cho Vân Đăng. Và đối với Phượng Yến thì thôi con số sẽ nói lên tất cả em ha. 19 điểm dành cho Vân Đăng, 20 điểm dành cho Phượng Yến từ giám khảo Cẩm Ly. Xin mời số điểm từ giám khảo Trấn Thành. Vân Đăng này rất là dễ thương, bạn cũng là một tiềm năng âm nhạc. Ráng yêu đi cưng, đau khổ rồi sẽ hát hay. Còn Phượng Yến, anh nghĩ rằng là nếu một ngày nào đó em thành công, hy vọng em không quên những gì anh chia sẻ với em ngày hôm nay. 19 điểm dành cho Vân Đăng, 20 điểm dành cho Phượng Yến. Chúc mừng Phượng Yến. Và cuối cùng sẽ là số điểm từ giám khảo Nhật Tinh Anh. Đối với Vân Đăng thì Tinh Anh vẫn cho bạn một cái số điểm mà sẽ xứng đáng với lại bạn. Và Phượng Yến chắc chắn là số điểm cao nhất. Điểm chính là số điểm của Vân Đăng và Phượng Yến, dành được số điểm tuyệt đối của ban giám khảo. Và bây giờ là lúc mà khán giả có mặt tại trường quay sẽ dành sự bình chọn cho hai bạn. Và 30 giây dành cho bình chọn của khán giả bắt đầu. Ta sẽ theo dõi tin nhắn bình chọn mà khán giả tại trường quay đang dành cho Vân Đăng và Phượng Yến. Dây đếm ngược 3, 2, 1. Yeah! 7 điểm dành cho Vân Đăng và 100 điểm tròn chiến dành cho Phượng Yến. 40 đó là những lần bình chọn khán giả dành cho hai bạn của chúng ta, và điểm số chênh lệch là cho giám khảo đã dành cho các bạn. Và xin mời giám khảo Nhật Tinh Anh sẽ trao giải nhì cho Vân Đăng. Cảm ơn Vân Đăng và
và đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Phương Yến. Xin mời giám khảo Cẩm Ly và giám khảo Trấn Thành. Cảm xúc của em bây giờ thế nào Yến ơi? Em không nghĩ đến và cũng rất bất ngờ, đó chính là những tình cảm của ban giám khảo đã dành cho tụi em. Và tất cả các bạn khán giả đã luôn luôn vỗ tay ủng hộ với tình cảm rất nhiệt tình, rất yêu mến như những người trong gia đình. Và em cũng chân thành cảm ơn chị Ốc, vì chị lúc nào cũng dành ánh mắt rất tình cảm để động viên tụi em. Cảm ơn em Phượng Yến, cảm ơn tấm lòng của em. Thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á, được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Nuôi dạy một đứa bé trong khi mà cả ba người trong gia đình không ai thấy cái gì hết, thì con thấy rằng đó là một cái điều phi thường. Con không có tưởng tượng được, con cũng không nghĩ là sẽ có người như vậy. Mong là anh Luật sẽ giữ mãi cái niềm đam mê này và truyền lửa tới cho mọi người. Đón xem tập 4 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:25 ngày 23/3/2018 trên kênh HTV7. Giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình người.